Mà em có chuyện gì đây? Ok, thế nói tóm lại là có chuyện gì? Anh thả em ra đi. Em quyết định rồi, mình chia tay đi, mình không hợp nhau đâu. Anh vô tâm lắm. Sao tự dưng lại chia tay? Mà anh vô tâm ở chỗ nào? Anh mà vô tâm ấy thì khi nãy anh không đưa em lên thị xã để ăn phở đâu. Mà đang yên đang lành, đi ăn về thì bây giờ em lại mặt nặng mày nhẹ rồi giận dỗi anh lại đòi chia tay là như nào? Thì chính vì bắt phở cho nên em mới đòi chia tay anh đấy. Mà chính vì bắt phở cho nên là em mới biết được cái sự vô tâm của anh ấy. Anh đúng là cái đồ ích kỷ. Em nói mà anh không hiểu gì cả, em có thể nói rõ cho anh biết được không? Anh thôi đi, em nói cho anh biết nhá. Trước đây em đã nói rất nhiều lần rồi là em không ăn được hành. Thế tại sao cứ mỗi lần anh dẫn em đi ăn phở, anh lại cố tình cho nhiều hành vào bát phở của em là thế nào hả? Thế ý anh là bây giờ anh muốn ăn hai bát đúng không? Anh muốn ăn hai bát thì anh nói với em đi. Và việc cái gì mà anh phải làm cái trò mèo như thế hả? Hay là bây giờ anh muốn chia tay với em rồi anh làm như thế đúng không? Em biết rồi, em biết thừa là anh chán em rồi đúng không? Thôi bây giờ chia tay đi, không hợp nhau nữa, em chán cái cảnh này lắm rồi. Rồi ơi, hóa ra là mỗi cái việc ăn bát phở có hành mà em lại cũng đòi giận dỗi rồi đòi chia tay anh. Nhưng mà anh thấy nhá, ăn phở có hành nó mới ngon. Chứ anh chưa thấy bao giờ người ta ăn phở mà không có hành cả. Mà chỉ có mấy đứa trẻ con con nít ấy nó mới không ăn hành thôi. Em nói cho anh biết luôn nhá, không phải vì em giảm cân đâu mà em không ăn được đấy. Em có bằng chứng hẳn hoi đây này, anh nhìn đây này. Rõ ràng một bát hành nó to lù lù như thế này. Anh đúng là vô tâm ích kỷ mà chả biết nghĩ cho người yêu gì cả. Nhưng mà bây giờ em yêu anh thì em cũng phải tập ăn phở có hành ấy chứ. Như thế thì nó mới là người sành ăn. Thế ý là bây giờ anh chê tôi là không biết ăn cái gì? Ý là bây giờ anh bảo tôi là quê mùa cái gì? Đâu, thế thì thôi, chia tay đâu. Là hợp lý rồi đấy. Em buồn cười đấy, em cứ vô lý thế nào ấy. Chứ bây giờ có mỗi cái việc là thích hay không thích ăn hành mà em có đòi chia tay anh. Thế bây giờ nhá, anh sẽ cho em những cái lý do vì sao ăn hành lại có lợi. Thì em sẽ cố gắng ăn hành và em sẽ không nói chia tay anh nữa, được chưa? Nhưng mà chiều nay anh phải trả lời cho em. Còn không ấy, chia tay, đường ai để đi. Ok, Mai. Mà không có màu xanh thì còn gì là hấp dẫn nữa, có phải không? Đúng rồi. Em là cực kỳ là thích rất nhiều hành đằng khác. Vậy thì xin chúc mừng cậu đã vào với team thích ăn hành do tôi làm đội trưởng. Vâng. Nhưng mà phải nói thật là đường tình duyên của cậu thì cũng sẽ lận đận như tôi thôi. Bởi vì cũng sẽ có những cô người yêu không thích ăn hành. Cái vấn đề yêu đương thì nó có liên quan gì đến ăn hành nhỉ? Ăn là đấy là vấn đề ăn uống ẩm thực cơ mà. Thì cậu cứ yêu đi. Rồi thì cậu sẽ thấy cái tình yêu nó nhuốm màu hành và ám màu hành nó sẽ phức tạp như nào. À đấy, suýt quên. Tôi đang định hỏi là cậu có biết là hành lá thì nó có những cái lợi ích gì không? Sao hôm nay anh Mùi lại trăn trở về cái vấn đề ăn hành thế nhỉ? Đấy, cũng chỉ vì ghét hành mà Mai đòi chia tay với tôi. À. Mà cô ấy còn ra điều kiện là bắt tôi phải tìm hiểu xem là hành nó có những lợi ích gì thì mới chịu nối lại tình xưa. Ôi, ca này là chắc là chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Cậu gỡ bí giúp tôi nhá. Xem chừng nhiệm vụ lần này của em nặng nề đây. Thế theo anh Mùi nhá, theo anh thì ăn hành mang lại những lợi ích gì? Ăn hành ngoài vào những món ăn cho nó ngon ngon hơn như là bún, phở, miến mà nhiều thịt thì, mà không có hành thì cũng chẳng ngon, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà nó cũng tùy từng món thôi. Ví dụ bây giờ mà mình nấu canh mồng tơi mà mình lại cho hành vào thì nó không hợp lý tí nào cả. Đấy. Thế ngoài vấn đề là tăng cái độ hấp dẫn cho món ăn thì là còn lợi ích gì nữa nào? Còn lợi ích gì nữa? Đúng rồi. Là có phải là ăn hành thì sẽ giúp cho phát triển kinh tế không? Ăn hành mà lại giúp phát triển kinh tế? Đúng. Thế nó có cái mối liên quan ở đâu nhỉ? Anh giải thích rõ xem nào. Như thế này nhá. Ví dụ như là tôi ăn hành ấy
thì cũng sẽ giúp cho bà con nông dân trồng trọt để phát triển và thu nhập được kinh tế này. À, rồi. Mà sau khi mà tôi ăn hành xong này thì sẽ cần đến kem đánh răng, kẹo cao su hoặc là bàn chải để đánh răng. Thế thì không phải là phát triển đến kinh tế còn gì nữa. Có lý, có lý. Nhưng mà em nghĩ là nếu anh đưa ra những lý do đấy thì Mai sẽ không chấp nhận đâu. Thế cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Thế thì hôm nay em sẽ phổ biến cho anh 8 lợi ích mà hành lá mang lại cho sức khỏe con người. Cái gì? Hành lá mà cũng đều có đến tận 8 lợi ích cơ à? Vâng. Ôi thì cậu từ từ á, để tôi ghi âm lại á. Nói có sách mách có chứng, không thì Mai lại bảo tôi bốc phét. Rồi rồi rồi. Từ từ. À thôi, cậu nói đi. Được. Em nói nhá. 8 lợi ích mà hành lá mang lại cho sức khỏe con người bao gồm: giúp tăng cường hệ tiêu hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm lạnh, giúp chống ung thư, và tốt cho tim mạch, tốt cho mắt và tăng cường hệ thống xương. Ôi, tuyệt vời! Cảm ơn cậu Khánh nhé. Vâng. Thế này thì đường tình duyên của tôi nó lại sáng sủa rồi. À, ngon rồi đúng không? Nhưng mà anh Mũi, cảm ơn xuông thế. Mà khách đến quán không rót nước rồi mời khách lại bắt nó đấy chứ. Okay. Cậu tự xử đi. Để tôi gọi điện cho Mai đã. Rồi, bây giờ anh muốn nói gì thì anh nói luôn đi. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết 8 lợi ích về việc ăn hành nhá. Thứ nhất này là trợ giúp hệ tiêu hóa. Thứ hai là tăng cường hệ thống miễn dịch. Thứ ba là chống cảm lạnh. Thứ tư là giúp chống ung thư. Thứ năm là tốt cho mắt. Thứ sáu là tốt cho tim mạch. Thứ bảy là tăng cường hệ xương. Và thứ tám nhá, cái cuối cùng em nghe kỹ này: kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường. Thế á? Ừ. Cái này chắc chắn là anh lại nói phét đúng không? Chém gió đúng không? Anh... Làm anh gì mà... có cơ sở gì mà lại nhiều cái công dụng như thế? Anh mà nói phét em, anh cũng đã phòng cái trường hợp này rồi. Em nghe đây này, anh đã ghi âm hết lời của anh Khánh vào đây này, em nghe đi. Xem nào. 8 công dụng mà hành lá mang lại cho sức khỏe con người đó là: trợ giúp hệ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm lạnh, giúp chống ung thư, tốt cho mắt, tốt cho tim mạch, tăng cường hệ xương, kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường. Đấy nhá, em đã nghe rồi nhá. Thôi thì cũng công nhận là anh cũng tìm đúng người để mà hỏi. Nhưng mà anh thấy cũng nhờ cái câu hỏi về hành lá của em ấy thì nó mới đánh thức được cái sự ưa tìm hiểu tri thức về khoa học của anh. Thế là anh mới đêm không ăn, ngày anh cũng không thèm ngủ luôn. Thế là anh mới quyết tâm là tìm ra câu trả lời cho em đấy. Mà anh cũng đã xuất sắc tìm ra câu trả lời rồi thì em cũng phải giữ lời hứa của mình đấy nhá. Giữ lời hứa? Em có hứa cái gì đâu, em chả hứa gì cả, em chả nhớ gì hết á. Em đang trêu đùa anh nhá. Em hứa là em sẽ làm lành với anh cơ mà. Làm lành á hả? Thì làm lành, xem như là cũng biết tìm tòi, nghiên cứu, lại còn hỏi đúng người nữa. Nhưng mà anh ơi. Sao thế? Tự nhiên bây giờ em thấy đói quá. Ủa đói á? Bây giờ em chưa ăn gì cả. Thế thì để anh xuống bếp mà anh làm cơm rang trứng cho em ăn nhá. Nhưng mà này, nhớ là bỏ thêm hành vào cho em nhá. Sao mình lại bỗng dưng lại thích ăn hành thế? Thì sau khi biết được các công dụng tốt như thế thì tội gì mà không thử, đúng không? Đi làm luôn đi. Anh bảo này, hành lá ấy nó cũng giống như anh. Ban đầu thì cũng hơi khó ăn, nhưng mà khi mà đã quen rồi ấy thì anh nghĩ là không bỏ được đâu. Trời ơi ạ.